mạng xã hội những ngày vừa qua rầm rộ clip một cô giáo cầm kéo cắt tóc nữ sinh ngay trên bục giảng của lớp học những cảnh quay tuy ngắn nhưng nhận được nhiều lời ý kiến trái chiều từ phía dư luận vụ việc được cho là xảy ra tại một trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc nắm bắt tình hình sở giáo dục đào tạo tại địa phương đã vào cuộc và có những tiếng nói đầu tiên cả người giáo viên và em học sinh trong vụ việc cũng đã có động thái sau khi vụ việc được lan truyền theo đó, vào chiều ngày 22 tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc nhận được thông tin từ Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Đội Cấn, báo cáo sơ bộ về sự việc cô giáo Lê Thị Hương L, chủ nhiệm lớp 10A10 của trường, đã có hành động cắt tóc một nữ sinh ngay trên lớp. Clip ghi lại sự việc đã lan tỏa với tốc độ nhanh chóng trên các trang mạng, thu được những bình luận, soi xét trái chiều. Tối cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo đã nhận được bản tương trình của cô giáo L và báo cáo với nhà trường. Cụ thể, sau Tết Nguyên đán, một số học sinh lớp 10A10 đã quay trở lại trường với màu tóc được nhuộm sáng như màu khói, màu vàng, không đúng với nội quy của trường. Cô giáo chủ nhiệm đã nhiều lần nhắc nhở, quán triệt trực tiếp tại lớp, trên nhóm lớp và nhóm phụ huynh học sinh. Đa số các em đã chấp hành nhuộm lại màu tóc tự nhiên, duy chỉ có nữ sinh tên P không chịu thực hiện. Trước thông tin đoàn trường có đợt kiểm tra nề nếp vào ngày 23 tháng 3 nên vào ngày 17 tháng 3, cô giáo đã gọi riêng MP ra hành lang để nhắc nhở và ra thời hạn. MP cũng đã hứa với cô vào buổi chiều sẽ nhuộm lại. Ngày 20 tháng 3, cô tiếp tục nhắn trên nhóm lớp để yêu cầu các học sinh chấp hành, để hôm sau cô sẽ tiếp tục kiểm tra. Về phần mình, P cho biết, vào chiều ngày 21 tháng 3, em có ra hàng để yêu cầu nhuộm lại, nhưng thợ tóc báo do tóc yếu nên chờ dài hơn sẽ cắt bỏ. Vào sáng ngày 22 tháng 3, trước khi cô chủ nhiệm kiểm tra, MP đã nhờ một số bạn cắt bỏ phần lai sáng màu ở dưới gáy nhưng không hết. Khi kiểm tra, cô L đã rất bực. Muốn xử lý làm gương nên nhờ một học sinh trong lớp đi mượn kéo cắt một lọn tóc phía trên của học trò. Cô cũng yêu cầu học sinh quay lại video gửi cho phụ huynh trong nhóm lớp biết việc cô phạt học sinh trên lớp. Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhận thấy hành động của mình là nóng nảy và sai trái. Vào lúc 15 giờ chiều ngày 22 tháng 3, cô L đã đến gia đình MP, gặp ông bà nội và bố mẹ để nói chuyện và xin lỗi gia đình. Về phía MP, sau khi video cô giáo cắt tóc lan tỏa chóng mặt trên mạng xã hội tối qua, nhận được nhiều ý kiến đa chiều, MP đã khóc, buồn và chia sẻ với bố mẹ không muốn đến lớp nữa. Vào sáng ngày 23 tháng 3, trường Trung học Phổ thông Đội Cấn đã triệu tập cuộc gặp lắng nghe, trao đổi trực tiếp giữa cô giáo chủ nhiệm, học sinh P và cha mẹ của em, cùng các thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường. Tại đây, cô giáo và cha mẹ em đã chia sẻ, trao đổi trên tinh thần cởi mở, lắng nghe cầu thị. Hai bên đều nhìn nhận ra những phần sai của mình dẫn đến sự việc không mong muốn bị đẩy đi quá xa, gây nhiều ảnh hưởng hệ lụy về mặt tâm lý, tinh thần cho không chỉ cô và trò các bên đều bày tỏ nguyện vọng mong muốn sự việc được cảm thông, tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục, quản lý học sinh, làm tốt hơn công tác liên lạc giữa cô giáo và phụ huynh học sinh, áp dụng các biện pháp giáo dục tích cực, không để xảy ra những sự việc tương tự. Sau buổi làm việc, cô giáo và em đã lên lớp học, trước sự chứng kiến của các bạn, của phụ huynh học sinh và một số thầy cô, hai cô trò đã nhận lỗi, rút kinh nghiệm và trao nhau cái ôm khép lại sự việc có thể thấy sự việc xảy ra đáng tiếc không mong muốn đối với cả giáo viên, học sinh, gia đình và xã hội làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục nói chung. Đây là bài học mà giáo viên toàn ngành giáo dục cần soi chiếu không để xảy ra sự việc đáng tiếc tương tự, có cách uốn nắn các em phù hợp. Tuy nhiên, phía học sinh cũng cần rút kinh nghiệm, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy của nhà trường và lớp học. Nhà trường và các thầy cô có nghiêm khắc cũng chỉ là mong muốn những điều tốt nhất dành cho học sinh.